Hiện tại thì em đang ở đường lộ số 6 nhựa thuộc ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Là cái nền đáp là em muốn giới thiệu là nền này nha quý chị, sát bên căn nhà này ha. Là ngang đó là 9m7 nè. Đó, qua đây là 9m7 ha. Sau vào 30m. Nền cao ráo, hướng đông. Và đây là sổ cho quý anh chị mình tham khảo nha. Đất mình có 100m2 thổ cư. Còn đây là sát bên nhà này Là cái lưới đi à. B40 này ha Cũng là đành luôn Sổ sẵn không chứng liền như quý anh chị Giá 1 tỷ 2 Nhà thì nó cách ra khoảng Khoảng đầu khoảng 3 phát 4 cấp như quý anh chị Nền cao bằng với mặt nhựa nha quý anh chị Giá 1 tỷ 2 Có thương lượng với gia chủ nha View của mình là view kênh Rất là mát Hiện nay thì à, gần Tết thì cũng có gió chướng quý vị rất là mát nha gió này rất là mát rất là khỏe người à, phía trước mình là bông kênh nè kênh là tầm khoảng nha 5m kênh này khoảng 5m đối diện lưu đất mình là cũng kênh ha rất là uh, gió thổi mùa này rất là mát nha quý anh chị à đất của mình đó phía trước có đường dây điện luôn rồi nha quý anh chị đường điện wifi rồi đầy đủ à, từ Nguyên vị đi đất á quý anh chị rẽ tay phải mình về quốc lộ 50 khoảng 200 m mét nha quý anh chị ở à đây rất là gần trung tâm của uh, quyền gò công tây tầm khoảng ba cây rưỡi số là mình tới trung tâm huyện gò công tây nha quý anh chị à, và rất gần là quỹ ban dân xã bình Nhì. gần chợ trường học gần cây xăng bích quá xanh ở đây ra nhà dân quá tầm khoảng 500 mét là mình tới nhà dân hóa của xã Bình Nghị luôn quý chị. Tên đất thì cũng có trồng cây, một số cây kiển, cây mai, mai vàng. Giá 1 tỷ 2. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình về ra tầm khoảng 1 giờ đuổi xe là mình tới nhà quý anh chị. Xe 2 ô tô đến nhà xe tải rồi, Vivo luôn. Mình đi hướng này, ra đường ra quốc lộ 50 rẽ tay tay tái mình về à, trung tâm huyện người công tây khoảng 3 cây đuổi số là mình tới rẽ tay phải mình về à, trung tâm huyện chợ gạo rất thích hợp cho quý anh chị mình à, để à, cất nhà ở nè rồi à, buôn bán tận dụng mà bằng mình buôn bán rồi quý anh chị đất à, thuộc cái à, ấp và bình đông trung xã bình Nghì huyện người công tây tỉnh tiền giang hướng về là hướng đông nha quý anh chị Giá bán là 1 tỷ 2, à, có thương lượng. Cách trung tâm Nguyên Trà Gạo chỉ có 15 phút xe là mình tới. Đi học cũng rất là gần. Đi trường cấp 3 chỉ có 10... Mình ra trường cấp 3 Vĩnh Bình. Chỉ có khoảng 3 cây rưỡi số là mình tới cho quý chị. đường thông nhiều ngã ha. Rồi Quý anh chị mình quan tâm vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 524 Em sẽ gửi sổ sách cho quý anh chị mình xem Và đi chợ rất là gần muốn anh chị Đi thẳng ra đây 200m rẽ trái mình vào chợ Thành Lạch Đông Qua Bách Quá Xanh Và phía ngoài thì có rất là nhiều quán ăn uống Và dịch vụ rất là nhiều Em sẽ ghi, ghi định vị cho quý anh chị mình xem để dễ hình dung ha Em khởi linh về do khu đất của mình nè à, quý anh chị Ra quốc lộ là 200m tới nha Rồi em xin kết thúc video Hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh ạ à.